Đôi khi trong tình yêu và cuộc sống vợ chồng, con người ta chán nhau không phải vì điều gì to tát. Hai người yêu nhau xa rời nhau chưa chắc là do những con sóng lớn, mà đơn giản đôi khi chỉ là những khúc mắc, giận hờn đời thường. Nhưng vì cái tôi, vì sự ích kỷ cá nhân, vì ai cũng muốn cho mình là đúng, ai cũng nghĩ là lý do của mình quan trọng hơn, dẫn đến dần dần không nói chuyện với nhau, làm tự mình đẩy đối phương ra xa mà không hề hay biết. Dần già, những khúc mắc cứ lớn dần như cái nút thắt càng ngày càng bị chặt. Đến một khi không còn chịu đựng được nhau nữa thì chỉ còn cách cắt bỏ để nhẹ lòng. Tìm kiếm sự thanh thản bằng cách là giải thoát cho nhau. Hãy thử nghĩ xem đã bao lâu rồi bạn chưa cùng nửa kia của mình tâm sự một cách đúng nghĩa? Hay chỉ toàn là những câu hỏi quen thuộc đầy nhạt nhẽo, đã ăn gì chưa, đang ở đâu đấy, đang làm gì đấy? Đã bao lâu rồi không nắm tay nhau, lang thang trên phố như lúc hẹn hò mới yêu? Đã bao lâu rồi không cùng nhau ăn tối, chỉ bữa tối của hai người? Hay đã bao lâu rồi chưa có những cái ôm, cái hôn, hay những cuộc yêu thăng hoa đầy cảm xúc, nóng bỏng? Thực sự yêu nhau thì dễ, nhưng để lấy nhau thì khó, mà để giữ được nhau lại càng khó hơn rất nhiều lần. Mỗi khi giận dỗi, hãy nghĩ rằng được gặp nhau, yêu nhau giữa hàng tỷ người đã là một duyên phận hiếm có, khó tìm. Thế thì đừng để uổng phí đánh mất nhau vì những điều nhỏ nhặt. Hãy áp dụng chiến lược không bao giờ tranh cãi quá 2 giờ và không giận quá 2 ngày. Dù là bất kỳ một điều gì kinh khủng đi nữa thì hãy suy nghĩ kỹ. Tha thứ hay không? Nếu không thì hãy buông ngay lập tức. Còn nếu chọn bỏ qua thì phải tìm mọi cách để giảng hòa. Bởi nếu không, thời gian sẽ chỉ càng làm khoảng cách càng xa hơn và sẽ không bao giờ quay lại được như lúc ban đầu nữa. Đức Phật nói rằng, nếu không nợ nhau thì làm sao gặp nhau để trở thành vợ chồng, bạn bè, con cái, gia đình. Tất cả đều là cái duyên. Duyên phận là do trời định, nhưng nắm giữ được duyên phận là do chính bản thân mình.